Và xin chào mừng các bạn đến với sân vận động Signal Iduna Park, sân nhà của Borussia Dortmund trong trận đấu cuối cùng của Dortmund và tiếp đón câu lạc bộ Werder Bremen. Như vậy hiệp 1 cũng đã bắt đầu. Đội như vậy tỷ số là 1-0. Trước mắt đi, niềm vui của cầu thủ Werder Bremen. Bàn thắng là của cầu thủ mặc áo số 3 bên phía câu lạc bộ Werder Bremen. Thầy Loan Nam. Cố dành cho câu lạc bộ Werder Bremen. Come on! Tỷ số là 1-0. Đó là đẳng cấp của nhà đương kim vô địch ở VJ đã xử lý nhập đây. Tình huống giật người về và tung ra cú đá đầy thuyết phục của Khôi Vĩ. Đội chưa nhớ lại, không vào. Hai một cho Werder Bremen. Và đốt lưới nhà của Tây Loan Nam. Lần thứ hai trong trận đấu này, Werder Bremen vươn lên dần trước những nhà đương kim vô địch. Quả ném bóng lên. Khỏi về chơi trái. Tay sơ ai đây là coi mới không vào một bóng rồi rồi phải công dành cho câu lạc bộ Werder Bremen xong lắm dành bóng dành đẹp không vào coi trận đấu này của Sông Lam.